Và những dòng cảm xúc này cho phép em được chia sẻ trong một bài thơ ngắn có tên là Nơi Tìm Về Của Muôn Nẻo Yêu Thương. Những cảm xúc này là thật của trái tim con, cánh chim tổ ấm yêu thương bao năm nay về tìm lại. Đò thầy vẫn đợi, sông đời thủy chung. Gió tháng 11 chạm hơi thở mùa đông, phố đã lạnh lòng người càng thêm lạnh. Nhưng con biết có một miền ấm, vòng tay người thầy, nơi tìm về của muôn nẻo bao dung. Những chim trời bay khắp bốn phương, vẫn cháy trong lòng bóng hình ngày thơ bé. Những dòng sông ra đi cùng tuổi trẻ, rồi lại về hòa lòng biển bao dung. Có những bàn chân nhớ mãi một con đường, đã đưa lối soi đời thêm vững bước. Có những bàn chân ngu ngơ lầm lạc, rồi cũng về tìm mình trong khúc hát thầy cô. Đẹp nhất trong tim nước mắt học trò, trên vai thầy cô một ngày hạnh ngộ. Tuổi 30 vẫn thấy mình bé nhỏ, như ngày đầu đến lớp ướt hàng mi. Tháng 11 chơi vơi, vừa khắp muôn nơi chim trời trở lại, để dệt bài ca một thời và mãi mãi. Từ vòng tay thầy, nơi tìm về của muôn nẻo yêu thương. Xin cảm ơn ạ. Và cho phép em được mời lên sân khấu cô Hồng, hiệu trưởng nhà trường, cô Chu Trừ Thị Thuận là giáo viên chủ nhiệm của em những năm cấp 2, và cô Ánh Tuyết ạ, cô Ánh Tuyết giải văn ạ, đã nhận món quà mới nhất của em, đưa tập thơ và tản văn Về Nhà Đi mới ra mắt trong tháng 9 vừa rồi. Ai cũng cần phải về nhà, trở về với nơi yêu thương, và trở về với mái trường của mình cũng là một nơi yêu thương như thế, trở về nhà. Và niềm an vui, niềm hạnh phúc trong lòng mỗi người cũng là một mái nhà cho mỗi chúng ta nương náu tìm về. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời các cô ạ. Xin mời cô Tuyết ạ. Cô Tuyết chắc đang phải chụp ảnh dưới kia ạ.